Sài Gòn TV mến chào cô chú và anh chị. Hiện tại thì giờ này là 7 giờ, mình đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa các bạn. Ở đây mình sẽ đi review một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ cho các bạn, mình cùng xem phố đi bộ Nguyễn Huệ mình về đêm nó nhộn nhịp như thế nào nha các bạn. Và trước mặt mình đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh về đêm sáng lung linh đẹp cực kỳ luôn các bạn. Đó, mình sẽ đi vòng ở đây là bên đây phố đi bộ cũng vậy, đây là trước mặt mình là khách sạn Rít đó các bạn, khách sạn 5 sao, khách sạn lớn nhất nhì của quận nhất mình đó. Đó, đây là khách sạn Rít. Phố đi bộ bằng đêm hôm nay ngày thường nó vắng đó các bạn, chứ thứ bảy chủ nhật nó đông lắm, nó rào nó không cho xe gắn máy đi vô đâu, mình chỉ được đi bộ thôi mà đông lắm. Hôm nay ngày thường nó vắng, cái này là chiều thứ sáu nên là cũng không có đông như mọi khi các bạn. Ở đây là đa số là khách du lịch không các bạn, khách nước ngoài ta đi tham quan các bạn. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó. Đó, các bạn đẹp lung linh luôn các bạn. Có đó cái tượng đài phun nước giữa phố đi bộ luôn các bạn. Ở ngay phố đi bộ này là những công trình kiến trúc cổ các bạn, xây dựng từ năm 1800 mấy, như ủy ban mình là xây dựng từ năm 1860 các bạn. Đây là những công trình kiến trúc cổ các bạn, ngay ủy ban thành phố ngay quận nhất mình đây, đại lộ Lê Lai các bạn. Rồi, mình sẽ đi thẳng về xuống đây phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình đi hướng này hướng ra Bạch Đằng các bạn, hướng ra tàu khu du lịch Bạch Đằng á. Đi phố đi bộ mình đông nhộn nhịp ghê không các bạn. Đây là khu xa xỉ, khu ăn chơi lớn nhất của Sài Gòn mình á. Các bạn ở phía trước ở cuối phố đi bộ nó có tổ chức của hội nghị gì đèn sáng quá trời đó các bạn, để mà tại mình đi gần rồi đó mình quay cho các bạn xem cái nó cái hội nghị gì của nó. Đây là khách sạn sushi của người Nhật các bạn, ít một cái cô người Nhật, một cô tiếp tân người Nhật đúng phong cách người Nhật luôn các bạn. Phố đi bộ bữa nay nó tổ chức hội chợ các bạn ơi, đông quá trời luôn nhờ đó. Nó tổ chức hội chợ các bạn, phải khúc dưới này nè, khúc dưới này mà còn đông đó, đa số họ đi tham quan đó các bạn. Phía trước mặt mình đó là sông Bạch Đằng các bạn, bến Bạch Đằng á, cái ga Bạch Đằng các bạn, ở tàu thủy á, tàu thủy bến Bạch Đằng đó. Nó có cái du thuyền lớn các bạn, du thuyền về đêm á, các bạn nào có thể lại bằng đêm lên Sài Gòn á, lại ra ra ngoài Bạch Đằng á, có cái du thuyền các bạn đi vòng vòng sông Sài Gòn các bạn, đẹp lắm. Hội chợ các bạn ơi. Sẽ không tính vào trong
đi VIP là của chúng tôi, người không có thể hiểu những con đường thơ ngơ tươi mát của Sapa cũng như là tham gia trải nghiệm. Ở trước hội chợ các bạn, hội chợ nó lớn quá trời lớn luôn. Ở phía trước này có một cái sân khấu gì to quá chừng to luôn nè. Hồi nữa là có cái sân khấu gì đây lớn lắm nè. Đó, quá trời là con ta tập trung về trong. Hết rồi các bạn, buốt rồi. Hết mùa trời rồi các bạn. Sài Gòn mình tiến bộ quá trình tiến bộ các bạn ơi. Khách nước ngoài người ta đi bao nhiêu năm người ta quay lại người ta nhận không ra Sài Gòn nữa. Cái khu tiểu đô này quá nổi tiếng, nó đô thay đổi nhanh chóng mặt luôn. Người ta những Việt kiều bà con mà đi từ những năm trước, những năm giải phóng bây giờ về Sài Gòn không nhìn không bằng ra Sài Gòn đó. Phía bên kia là thành phố Thủ Đức đó bạn, ở phía bên kia là thành phố Thủ Đức đó, phía bên kia xong ở đây là xong qua đằng đường Bến Bạch Đằng đó các bạn. Đây. Ở phía bên này công trình thì nó đang chuẩn bị nó làm mà nó dựng cái băng rôn đẹp quá chừng đẹp không các bạn. À, con mình khách mà Việt kiều đi xa xứ bao năm đi về là không còn nhận ra Sài Gòn mình nữa. Sài Gòn mình nó đột biến quá hiện đại, quá nhanh chóng luôn. Cái khu này nó phát triển đột biến luôn. Đó, các bạn thấy không? Hồi xưa phố cái đường Nguyễn Huệ này đâu có sầm uất như vậy. Bây giờ khi nó phát triển lên cái phố đi bộ các bạn nhìn thấy không? Nó sầm uất kinh khủng luôn. Nó tổ chức hội nghị ở đây liên tục luôn. Rồi mình đi quay luôn các bạn, nãy phía bên kia mình đi rồi đó, cái này là phía mình đi ngược lại á. Tông kinh khủng các bạn ơi. Ý là nó chỉ mới có mở màn lại, nó chưa có diễn mà đông như vậy đó. Hồi 9-10 giờ đêm nó đông để số nào nói. Hồi nó cấm xe các bạn ơi. Rồi là nó cấm xe, mình không có vào đi được đâu, mình chỉ đi bộ vô đây thôi. Chứ mình không có đi xe gắn máy vô được các bạn. Đây cái sạc Palace nha các bạn. Đó, cái sạc Palace lớn cực kỳ các bạn. Quá trời nó lớn luôn. Cái sạc 5 sao các bạn. Palace Hotel Sài Gòn nè. Mình tới phía trước này mình sẽ hoành ra, mình sẽ quay một vòng nhà hát thành phố Hồ Chí Minh về đêm cho các bạn xem nha. Bữa nay ngoài nhà hát chắc vắng các bạn, nó tập trung vô phố đi bộ này hết rồi. À, phía trước mình đó là ủy ban đó các bạn.
xin kết thúc video đây nha các bạn. Dạ, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn có xem được video của mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với cho mình xin một like nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn.